Mến chào các bạn, hôm nay mình có mặt tại dòng sông em quay tà cơ dầu xà lan tà đồ kéo cho các bạn cùng xem. Và em cũng mến chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc tàu chở dầu các bạn, chạy rất là lẹ luôn. Có một chiếc tà đồ kéo của Bà Rịa nè các bạn, kéo bon sắt ngoài sao rất là lớn luôn. Tàu đầu kéo này chạy về hướng Long An. Xa xa có một chiếc tàu chở dầu các bạn. Cái tàu chở dầu này chạy rất là lẹ luôn.
Tàu chạy dầu này của Tiền Giang. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hồng Hạnh miền Tây.